cho các bạn, mình là Mẹ Có Chuyện đây. Đã rất là lâu rồi Mẹ chưa quay trở lại với John đúng không mọi người? Trước giờ là đa số Mẹ cho anh Baby nhiều nhất nè. Nhưng mà hôm nay Mẹ sẽ không cho anh Baby nữa. Ủa, như vậy thì mình sẽ cho ai đấy? Đó chính là Mẹ sẽ cho fan của mình nha. Trời ơi, các bạn bất ngờ chưa? Chưa đâu. Để khi mà những bạn fan mà đã bị Mechon rồi á, và các bạn xem video này, các bạn sẽ thấy bất ngờ hơn nữa cơ. Và Mechon cái gì á, thì các bạn nhớ xem đến hết video thì các bạn sẽ biết honey. Aki, và nếu mà các bạn yêu thích series John của Mel thì các bạn hãy nhớ nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh. Còn bây giờ thì bắt đầu hay nè. Rồi nha mọi người ơi, bây giờ có trái dâu vàng nè. Từ từ để Mel lụm cái. Rồi bây giờ là Mel sẽ bắt đầu đăng nhập vào nick phụ của Mel. Và Mel sẽ đặt tên y chang là Mel Phát luôn. Và Mel sẽ thử làm Mel Pha Ke để thử lòng fan nha. Xem là các bạn fan sẽ phản ứng như thế nào khi mà thấy Mel Pha Ke đấy. Nhưng mà Mel Real mà giả làm Mel Phát thì nó hơi ảo ảo ha. Lúc trước là mình cho các bạn một lần rồi, nhưng mà lâu quá nên là các bạn quên mất tiêu rồi. Bây giờ là mình sẽ cho lại nha. Rồi mà mình nghĩ đây chính là cái viễn cảnh khi mà mình cho fan xong là mình sẽ ngồi xe lăn như vậy luôn nè. Rồi bây giờ là Mel sẽ bắt đầu đổi nick nha. Và Mel sẽ vào nick phụ của Mel nè. Mel nè. Trời, các bạn có nhận ra mình không? Chắc là không đâu ha. Tại vì với hình dạng này á, nếu mà mình có đặt tên là Mel Real hay là như thế nào đi nữa thì mình nghĩ là chắc là các bạn sẽ không tin đâu. Nên là bây giờ mình sẽ đầu tư cho cái nick này của mình một tí, là mình sẽ mua đồ mặt nè, rồi mình sẽ đổi tên giống mình luôn, để xem đó là các bạn fan có nhận ra mình không, hoặc là khi mà gặp một người y chang Mel á thì sẽ như thế nào nha. Đầu tiên là mình sẽ vào cửa hàng trang phục và mình sẽ mua trang phục mặt nè. Bình thường là Mel sẽ mặc những cái bộ đồ mà ở trong bốc thăm, nhưng mà cái nick này là Mel không có bốc thăm rồi, cho nên là không có gì để mặc hết. Nên là mình phải vào cửa hàng trang phục và mình mua đồ mặc thôi. Và mình sẽ mua những cái bộ đồ mà đẹp đẹp một tí để cho các bạn tin nè. Phải đầu tư chứ. Rồi đầu tiên là mình sẽ mua cái tóc này, tại vì cái tóc này mình cũng hay mang nữa. Trời, tôi làm cái video này là mấy bà phát tôi á là đừng có bắt chước mà mặc đồ y chang tôi giống như vậy nữa nha. Cứ bảo đảm thế nào cũng có à. Rồi mình sẽ mua cái mặt này nha mọi người, rất là mắc cười luôn. Sau đó thì mình sẽ mua một chiếc tai nghe nè. Và bây giờ là tới trang phục. Trang phục nào mà Mel hay mặc nhất đây ta? Rồi tìm những cái bộ đồ mà cho nó đẹp đẹp một tí và Mel hay mặc nha. Rồi mình sẽ chọn màu da nè, chọn sao trắng vậy. Rồi ok, mình mua đây. Tên tin, và đây là trang phục của Mel. Sau khi mà đã mua đồ xong rồi, Mel thấy nha, cái bộ trang phục này y chang mà cái style hồi đó Mel mặc luôn á. Bây giờ thì Mel không còn mặc như vậy nữa, nhưng mà nói quá trời y chang luôn. Và bây giờ là Mel sẽ đổi tên cái nick này nha mọi người. Mình sẽ đổi cái gì đó cho giống y chang tên của mình luôn nè. Mình sẽ bắt chước mấy bạn phát mail nha. Mình sẽ ghi một cái tên là chữ F nè, rồi mình sẽ viết hoa chữ Y lên là sẽ thành chữ L. Đó, thấy chưa? Đây, mình sẽ tên như thế này thì mình chắc chắn là đã có bạn đặt rồi nè. Tại vì các bạn phát mình nhanh tay lắm. Cái gì vậy? Có chứa cái từ ngữ không phù hợp là cái gì ấy? What the hell? Ủa, tên tôi bị sao vậy? Rồi, bây giờ thì mình sẽ đặt thử hai chữ T xem được không? Tên đã được sử dụng, trời ơi, ghê vậy mọi người. Mấy bạn này nhanh tay dữ vậy ta. Mình sẽ thử đặt hai chữ F và hai chữ T xem được không nha. Rồi, được rồi mọi người ơi. Ủa là giống dữ chưa ta? Nhưng mà thấy là cũng ok rồi đó. Tăng thêm cái phần mà giống hơn nữa thì mình sẽ ghi là chị là Mel Real nè. Đó, mình sẽ bắt chước mấy bạn mà phát mình mà ghi giống như vậy nha. Và clip này là mình chỉ làm chơi cho vui thôi nha mọi người. Sau khi mà quay video này xong thì mình sẽ đổi thành cái tên khác, cho nên là mình chỉ có duy nhất một cái nick chính là Fly is Mel Cơ Trưởng thôi nha. Nên là sau này mà các bạn có gặp những cái nick khác không phải tên đó thì các bạn nhớ không phải là Mel đâu nha, mà là Pha Ke đó. Đúng. Ok, bây giờ là mình sẽ tìm tên của mình nè. Fly Mel Cơ Trưởng, đây. Đây chính là nick chính của Mel nha. Xong rồi thì mình sẽ kết bạn với mấy bạn fan của mình đang online, xem là các bạn ấy có đồng ý không nha. Xem là phản ứng của các bạn ấy sẽ như thế nào nè. Rồi khi được Pha Ke kết bạn thì sẽ như thế nào đấy. A few moments later. Có ai đồng ý chưa vậy? Chưa có ai đồng ý hết. Để mình đổi cái khuôn mặt của mình lên đây luôn. Rồi ok. 2 hours later. Ê, mấy bạn không đồng ý luôn á mọi người. Chỉ là mấy bạn thấy là Pha Ke nên là mấy bạn không đồng ý luôn á. Wow. Bây giờ là mình sẽ ghi ký lên tường của mình. Và mình sẽ ghi là chị là Mel Real nè, kết bạn chị đi. Cái gì vậy bà nội? Rồi xem là có bạn nào kết bạn với Mel không nha. Rồi nha mọi người ơi, mình thấy là có một bạn fan đã kết bạn với mình rồi nè. Tên là FlyTony2020 nha. Rồi bạn này tôi là mới level 1 thôi, nhưng mà bạn ấy có chữ Fly nè. Sau đó mình thấy là bạn ấy có ký lên tường của mình nữa, cho nên là mình đã kết bạn với bạn ấy thử. Ai ngờ là đồng ý luôn. Nhưng mà mình thấy là bạn ấy đang chơi trò chơi rồi, nên là mình sẽ kết bạn thêm vài bạn ở trên tường của mình thử nha. Tại vì mấy bạn trong bạn bè của Mel là đang không có online, cho nên là Mel không có kết bạn được. Thế là có hai bạn đồng ý kết bạn với mình rồi. Bây giờ là mình sẽ thử tay leo qua bạn Fly Queen nha. Đây. À, bạn ấy đang câu cá nè. Sao đông người vậy, tôi sợ nha. Chào. Không biết là bạn ấy sẽ phản ứng như thế nào đây. Ôi trời ơi. Ủa, bạn ấy xóa kết bạn với mình luôn kìa. Trời ơi, sao bạn ấy lạnh lùng vậy? Thôi chịu phải Pha Ke. Trời ơi, đúng. Bạn này là gì vậy? Chị là Real mà.
Để mình chọc bạn ấy cho mọi người. Bây giờ là Me sẽ chọn fan thử nha. Tao đóng bây giờ. Trời ơi, sợ quá, sợ quá. Mình mà làm thử thách thì là mình rất là sợ luôn. Nhưng mà Mel thấy fan của Mel gặp pha kem Mel á, thì các bạn kiểu như là không tin nè, xong rồi xóa các bạn giống như vậy nè, rồi còn đuổi nữa, thì Mel rất là vui luôn. Tại vì các bạn có xem những cái clip mà Mel đã cảnh báo. Cho nên là nếu mà mọi người có thấy rằng các bạn fan của Mel có chửi cái gì á thì cũng không sao hết nha. Là do các bạn tin Mel, các bạn bên Mel, cho nên là các bạn không có tin pha ke. Cái gì? Có Mel pha ke kìa. Hồi hồi tôi chạy. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Ok nha mọi người, bây giờ thì mình sẽ tên là bạn Fly Tony nha. Sao là bạn ấy đang làm gì đây? Nãy giờ mình thấy bạn chơi game cũng nhiều lắm á. Rồi, đây rồi. À, mình thấy là con heo tên là Benny đó nè mọi người. Trời ơi, yêu vậy. Hello. Mọi người ơi, mọi người biết cái gì không? Đây, mình mới phát hiện trên tường của mình. Và mình phát hiện là bạn Tony cũng có viết lên tường của mình luôn. Tên chị Mel thật là gì có biết không? Không biết còn nói nhục với chị Mel. Làm gì có hình như này. Thôi chịu rồi. Vậy mà mình cứ nghĩ là bạn ấy không phát hiện ra. Nhưng mà ai ngờ là bạn ấy phát hiện ra nha mọi người. Bây giờ là bạn ấy đang treo nè. Bé nè. Chào. Để coi bạn ấy sẽ phải ngứng ra như thế nào nha. Tại vì hồi nãy đó là mình có kết bạn với bạn này rồi. Trời ơi, nói chuyện với con heo mà không nói chuyện với mình. Hello. Chào bé, chào lên mình kìa. Để bây giờ mình sẽ cho anh bạn ấy nha. Chị là Mel nè. Rồi, sẽ phải ngứng của bạn ấy như thế nào nè. Mel phát. Hãy chờ đúng như là lời tôi dự đoán luôn. Là bạn ấy cũng phát hiện ra luôn. Rồi giờ mình sẽ cho tiếp nha. Chị là Real nhé. Mel kia mới là phát kia. Mel phát. Ồ, có một bạn nhận ra mình nhưng mà nói là Mel phát luôn nè. Wow. Vậy là các bạn xem clip của mình cũng nhiều đó. Riêu nhé. Trời ơi, đừng có bắn tôi nữa. Ôi trời ơi. Rồi, tôi bị bắn rồi mọi người ơi. Tôi có làm gì đâu. Ôi, bạn Tony mất tiêu luôn rồi. Để bây giờ mình xem coi. Mình thấy là có thêm 3 bạn ký tường mình nữa nè. Để mình kết bạn thử nha. Xem mà các bạn có đang on không. Để mình qua mình join nè. Rồi, mình sẽ kết bạn với mấy bạn tên Fly luôn nha. Rồi, mình thấy là có một bạn đồng ý kết bạn với mình rồi, là bạn Kẹo nha mọi người. Mãi yêu chị Mel nữa. Trời, cái tiểu sử đáng yêu quá à. Bây giờ mình sẽ qua và thử ông bạn nha. Rồi, bạn đang ở đâu đây? Bạn đang đứng trên cái gọi chiếc xe. Hello. Ê, bạn chào lại mình rồi nè, dễ thương vậy. Chị là Mel Real nè, không tè le. Nhìn cái mặt của tôi kìa. Đó, điểm thúi ra chưa. Thật mà, Mel kia mới là pha ke. Ô, bạn xóa các bạn với mình luôn rồi. Trời, mấy bạn căng dữ vậy. Thôi chịu rồi, rồi bạn đi luôn rồi. Công nhận là mấy bạn fan của mình là kiên cường tỉnh táo thiệt luôn á. Cứ thử đâu dễ cho lắm chứ. Nhưng mà các bạn có nghe lời Mel cảnh báo á, cho nên là các bạn không có tin. Ồ, ở đây mình thấy là có một bạn yêu cầu kết bạn với mình nè mọi người. Đỗ Minh Ngọc cơ trưởng nha. Để xem, để mình tele qua bạn này nha. Ồ, bạn này ở chung chỗ với mình luôn nè. Chào. Không biết là bạn ấy có biết mình không ta. Chào kìa. Chị tặng em vàng nha. Ôi trời ơi. Là sao? Là bạn thì tin mình là riêu quá hả? Cái gì vậy bà nội? Nhẫn me đi đâu? Rồi, bắt đầu nghi ngờ nha. Chị không muốn đeo. Rồi giờ mình sẽ giả bộ nha. Giả vờ nha. Mel kia là pha ke. Chị chắc chứ? À, là bạn này nghi ngờ mình mọi người ơi. Là lúc đầu á là bạn này nghĩ á là mình là pha ke, cho nên là mới giả bộ xin vàng của mình để thử lòng đó mọi người. Chứ mình nghĩ là bạn này chắc là sẽ không tin 100% đâu. Mel riêu tặng em quà nha. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này. Ok, hồi nãy giờ mình đi thử lòng mấy bạn fan á, thì mình thấy là các bạn fan rất là tin mình luôn nha. Và mình thấy là các bạn không có tin pha ke đâu. Nên là mấy bạn đang pha ke mình á thì bỏ ý định nó đi. Tại vì á sẽ không có ai tin đâu nè. Và Mel chỉ có một nick duy nhất là nick chính của Mel thôi nha mọi người. Ok, và các bạn có muốn đó là Mel tiếp tục làm series John Fan phần 2 nữa không? Nếu có thì các bạn nhớ comment bên dưới cho Mel biết nhé. Còn bây giờ thì video của mình đến đây là kết thúc rồi. Và nếu các bạn thích video của mình thì các bạn cho mình một like và một đăng ký ủng hộ mình nhé. Và đừng quên thông báo khi mình ra video mới. Thì đó xong, cảm ơn các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.